Nội dung của câu hỏi như sau: cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang cho một cuốn sách có 1.234 trang? Bao nhiêu? 702. Chúng tôi tiếp tục nghe thấy rất nhiều những tiếng bấm chuột của các bạn thí sinh ở dưới. Và lần này điều đó là cần thiết. Xin mời các bạn. Bảo Lâm. Câu trả lời của em là 1.234 số. 1.234 số. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng từ trang 1 đến 9 thì cần 9 chữ số. Từ trang 10 đến 99 cần 90 x 2 bằng 180 chữ số. Và từ trang 100 đến 999 cần 900 x 3 là 2.700 chữ số. Và từ trang 1.000 đến 1.234 cần 235 x 4 bằng 940 chữ số. Có lẽ là Bảo Lâm đã hơi hiểu sai câu hỏi rồi đúng không ạ? Chúng tôi đang cần tìm số chữ số và đáp án là 3.829 chữ số ạ. Câu hỏi dành cho Linh như sau. Có 13 đội bóng tham gia một giải bóng đá theo thể thức hai đội bóng bất kỳ gặp nhau hai trận, gồm một trận lượt đi và một trận lượt về. Hỏi có tất cả bao nhiêu trận đấu tại giải đấu này? Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Nhật Hoàng. Câu trả lời của em là 156 trận đấu ạ. Nhật Hoàng đã tính như thế nào ạ? Có 13 đội bóng tham gia một giải bóng đá, vậy thì suy ra là sẽ có 13 C2 cách chọn hai đội gặp nhau trong một trận. Và vì có một trận lượt đi, một trận lượt về cho nên chúng ta phải nhân 2 lên là 156 ạ. Có 13 đội và chúng ta thi với 12 đội khác nhau thì có thể thực hiện thao tác đó là 13 x 12 bằng 156. Và đó cũng là đáp án chính xác. Nhật Hoàng đã có thêm cho mình 20 điểm.